Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến, lại là DVH đây. Hôm nay thì gió rất là nhiều quý vị, nhà quay ra đồng, gió nhiều kinh khủng và bụi, rất là bụi. Sáng nay anh em thì vừa mới dọn cửa hàng ra để quét lại, tại vì hôm qua quý vị gió nó thổi cái lá xà cừ này, từ sáng giờ quét hai lần rồi mà vẫn rất là nhiều, nó thổi đầy lá vào trong nhà luôn, loa đài rất là bụi. Hôm nay anh em dọn ra bày lên đây rất là nhiều loa thao hồ cho quý vị đến lựa chọn. Đấy, các bác đang quan tâm các cái dàn sự kiện cho bé nhạc đi hơi ổn. Quý vị đang quan tâm các cái dàn âm thanh đám cưới sự kiện nhỏ nhỏ thì đây qua trực tiếp DVH này, rất là nhiều loa này, rất là nhiều, từ những cái bộ bé đến những cái bộ to. Những cái bộ bé bé đi đánh đám cưới nó chỉ tầm độ hơn 40 triệu thôi. Ví dụ như một cặp full 725 từ neo kết hợp với cả một cặp súp với cả một bộ tủ máy chỉ tầm hơn 40 triệu thôi. Ông ơi, hồng nữa cho em nó này. Làm cái này hai người làm em ơi, cho nó nhẹ cầm vào tay ấy. Đây, anh em thì đang tiếp tục lắp thêm tủ máy, đang có khách đặt. Những cái bộ bé bé nó chỉ tầm độ hơn 40 triệu thôi quý vị. Ví dụ như một cặp 725 này với cả một cặp súp với cả một bộ tủ máy. Đấy, các bác là mà có cái mức đầu tư thấp thì chơi những cái cấu hình như thế cũng được. Đẩy vào DB là quý vị ơi, đẹp không? Đẹp, nét căng luôn. Rất là nét quý vị nhá. À, cái con KD1200 ấy còn con nào không bạn nhỉ? Để đóng lên một tủ bé. Hả? Để đóng thêm một tủ bé nhá. Đây loa thì rất là nhiều quý vị. Loa rất là nhiều, những cái dàn to này, một cặp hai cặp súp lát với cả ba cặp lai này đánh rất là phê. Đỡ cùng hồng này. Phân những cái đẩy này ra là hai người làm thì hợp lý hơn, một mình làm thì rất là mệt. Đây, hoặc là súp kép, hoặc là cấu hình súp kép này. Súp kép xong trồng ba cặp lai lai lên như này rất là đẹp. Nên mình phải cuốn bằng chip vào, tại vì thực sự là hôm qua hôm nay gió nó nhiều quá, nó rất là bụi. DVH để mới in được cái tem quý vị ạ, mới chế cháo được quả tem DVH này. Đấy, đánh dấu lãnh thổ vào đây ngay, đánh dấu thương hiệu của mình vào đây ngay. Đấy. Làm một cặp súp kép với cả ba cặp dây lên như này rất là đẹp quý vị nhá. Và súp với cả loa nhà mình nó to đúng bằng nhau luôn. Đây đang cuốn bằng chip vào thì nhìn trông nó hơi rối mắt tí, nhưng mà xé ra là đẹp lắm quý vị ạ. Đó, tức là loa với súp thì to đúng bằng nhau luôn. Cấu hình như này thì vừa qua bên mình bán được rất là nhiều, bán được cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và anh em đi làm thì đầu tư thêm cái dây tông đơ như này, cái dây cáp vải để mình chằng loa vào như này thì nó sẽ chắc chắn, không bao giờ lo đổ. Đấy, loa thì mình chằng vào như này thì nó rất là chắc quý vị nhá. Bên này thì còn rất là nhiều các cấu hình loa bãi này, loa mới này. Cái cấu hình mà hai cặp súp lát với cả ba cặp dây LA này cũng rất là đẹp quý vị. Loa A dày của Sandy với cả súp này. Quấn hết bằng chip vào không muốn bụi quá. A dày bãi này nói chung nhiều lắm. Đây, một cặp súp kép với ba cặp dây này. Nói chung là rất là nhiều các cái cấu hình. Ngoài xưởng mới còn đến độ chục bộ nữa. Đây cửa hàng bé không có chỗ mà để quý vị, cả trong nhà trong làng nhà mình nữa. Tha hồ, nhà lúc nào cũng phải tầm 15-20 bộ loa. Quý vị đến để tha hồ mà lựa. Đó, rất là nhiều các cấu hình. Các cấu hình nhỏ có to, có dây 30 chủ yếu bán là nhiều nhất này. Các dây 30 bán rất là nhiều. Bây giờ các bác đi làm thì thiên về gọn nhẹ. Đi làm nó gọn nhẹ và lời nó nhiều, nó hiệu quả. 40 thì vẫn bán được nhưng mà ít hơn, bán được ít hơn, 30 bán được nhiều hơn. Ví dụ như là quý vị đánh những cái đám nhà gái hoặc những cái chỗ nhỏ nhỏ thì làm một cặp súp với cả một cặp 725 như này với cả một bộ tủ máy để đánh là ok luôn, và mức đầu tư rất là rẻ thôi, tầm hơn 40 triệu thôi. Nói chung đến với DVH này, những âm thanh, bộ âm thanh đánh đám cưới nhưng mà giá thì rẻ như bộ karaoke gia đình luôn quý vị. Đó, rất là hợp lý. Đây, cái này là súp kép côn 100 cộng với cả hai cặp dây 340. Hai cặp dây 340 này rất là đẹp. Cái này thì chưa dán tem dán mác gì. Này dây 40 cũng là dây cong luôn. Cái này thì đang ra bài cấu hình Hewell 2 tầng côn 100, rất là mạnh, ok nhá. Và đẹp nhất tại nhà mình. Đây, đỉnh nhất nhà mình hiện tại đang có dàn LA, nhưng cái này nó là LA Trung Quốc quý vị nhá. Ngoài LA Tây đâu, LA Tây thì đắt tiền lắm. Nó rất là đẹp, cấu hình 2/25 côn 76 và tép neo côn 75 đều đồng bộ từ neo hết, và loa này nó đánh nó kinh khủng, nó mạnh, nó rất là mạnh, nó mạnh hơn hẳn so với cái loa của mình luôn. Nó 2/3 rồi. Và cái con tép này của nó phóng rất là kinh. Cái dàn này rất là đẹp. DVA chuẩn bị lên clip dàn này nhá. Dàn này chính là cái dàn mà hôm vừa rồi làm hội đình.
làm ở hội đình làng ấy, là mình đánh 4 viên lâu với cả 8 tay. Đánh 8 tay luôn, đánh full size luôn. Hôm nay đánh bao gây. Nhưng mà chưa có thời gian để review cái dàn này và chuẩn bị. Đấy, 1-2 hôm tới cứ nắng ráo đẹp trời như này thì mình sẽ bỏ ra mình sẽ review. Dàn này thì rất là đẹp. Lưới vải nhá, và loa nó là dạng kiểu như là sơn nhựa quý vị ạ. Sơn này nó là sơn kiểu như là nó phủ nhựa chứ nó không phải là dạng sơn nữa rồi. Quý vị ạ, đây. Đến từng con ốc cũng có số luôn. Đẹp, nét căng luôn. Cái này là nó dạng kiểu như nhựa quý vị nhá. Đó, nó là dạng nhựa chứ nó không phải là dạng sơn nữa rồi. Nó phủ nhựa, tay sách này rất là đẹp. Nói chung là loa những cái hàng nhập thì nó làm thì nét căng luôn. Các cái chốt, các cái đóng dây, đóng chốt của nó làm rất là đẹp. Đó, nét căng luôn quý vị nhá. Nét căng luôn. Quá đẹp. Dàn này là đang đẹp nhất nhà mình. Và hiện tại thì mình đang lên một cái combo này. Nó rơi vào tầm 180 triệu 3 cặp dây và 2 cặp súp với cả một bộ tủ máy. Đây tủ máy của nó đây, sẽ đi ra đằng trước. Next quảng cáo đây anh em ơi. Đây tủ máy của nó đây. Đây bộ tủ máy này là sẽ đánh cho bộ là nhá. Một con đẩy KD2000. Đẩy KD2000 Plus này để đánh hai cặp súp này và hai con đẩy PD1004 để đánh cho dây. Tức là cái tủ máy này là sẽ đánh được cho dàn 8 tay. Nhưng mà mình đang đánh 6 tay là đang thừa hai kênh quý vị có thể đánh monitor cũng được. Đấy, full bộ tủ máy như này, mixer IGA16 Pro tiếng rất là hay. Mic 550 Bluetooth. Đó, rất là ngon. Thì hiện tại dàn này là đang là cái dàn đỉnh nhất nhà mình. Đỉnh nhất nhà luôn. Tầm 180 củ thôi. Nói chung là dưới 200 triệu chơi những hàng như này nó quá ok rồi và đánh rất là mạnh nhá. Cái tiếng alo của nó mạnh kinh khủng. Hôm làm hội làng ấy, alo mấy trăm người nghe. Đánh cả ở trong sân đình, ở đi ra ngoài đã nghe cái tiếng alo của nó cứ soang soảng luôn. Alo rất là phê. Phê ngất ngây luôn. Đó. Nếu quý vị mà mức đầu tư thấp hơn thì làm hai cặp súp lát với cả ba cặp ba dây bình thường, dây gióng nhà mình được. Dây gióng ở cái cấu hình Hewell 2 tầng côn 100 này cũng khá là mạnh rồi. Khá là mạnh. Và cái tiếng alo nó cũng rất là ngon lành rồi. Đây bên này đây anh em đang lắp hai cái tủ máy. Lắp thêm hai cái tủ máy đang có khách lấy. Đấy, giáp thêm hai cái tủ máy. Tủ này cũng là tủ nhà mình đặt riêng nhá. Đấy quý vị có hỏi là cái mixer này để vào đây này không cần rút rác có đóng nắp được không thì đây là câu trả lời quý vị nhỉ. Tức là mình cố tình mình bảo người ta làm cho cái ngăn này nó cao lên, bình thường cái ngăn này nó chỉ đến đây thôi. Nó bắt buộc là phải rút rác quý vị nhá. Nhưng mình cố tình mình bảo làm cái ngăn này nó cao lên. Đó thì là không cần phải rút rác vẫn đóng được nắp tủ luôn. Rất là tiện. Đấy rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ như là không muốn người ta thò vào thì úp đóng cái nắp lại vào. Tức là máy vẫn hoạt động bình thường. Máy vẫn hoạt động bình thường và mình đóng nắp lại quý vị nhá. Tủ ấy, Vân Tổ Ong làm khá là đẹp rồi. Đó. Rất là đẹp. Rất là đẹp và ngon. Đây thì mình bên này thì mình đang mở nhạc bằng cái dàn bên này. Quý vị mà làm không làm lớn, làm những cái đám nó bình thường thì chơi những cái cấu hình như này khá là ok rồi. Một con đẩy súp, hai kênh đánh súp, một con bốn kênh đánh lời này. Đấy thì mình đang đánh bằng cái dàn mà hai cặp dây 40 này cũng khá là ok. Thử tí nhạc nhá, đánh thử tí nhạc, tí nữa alo thử quý vị nghe cái tiếng effect ở trên cái bàn này rất là hay. Khá là nhiều anh em có hỏi DVS là đắn đo phân vân giữa con này với cả cái con CMS 1000. Thì cái câu trả lời là cái con CMS 1000 ấy thì trước đây nhà mình bán rồi và bây giờ mình không bán con đó nữa, chuyển hết sang bán con này. Con này thì ok hơn nhiều. Ok hơn nhiều luôn. Quý vị công ty thì cứ mang CMS 1000 đến đây đặt vào đây mà so sánh. Alo cái con đó thì cái tiếng reverb ấy nghe nó kiểu gì, nó không thể nào nó phê như con này đâu. Kể cả cái tiếng echo thôi, echo con này cuốn hơn rất là nhiều. Đấy quý vị cứ mang bàn của quý vị đến mà test với con này mà xem. Ok lên nhạc nhá, test một tí nhạc, lát nữa thì sẽ test cái tiếng micro của dàn này một chút xíu. Đó, súp hầm này. Cứ đeo tai nghe vào để cảm nhận nhé. Cái súp hầm nó đánh khá là được việc luôn. Cái tiếng súp nó khá là nặng.
cái tiếng súp nó đánh nó phừng cho nó đánh nó không kiểu bị ì đâu. Cái tiếng súp nó không ì quý vị nhá. Nó đánh cảm giác cái nhịp trống quý vị nghe cái nhịp trống nó gõ bụp 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 nó nghe rõ từng cái nhịp trống một nhá. Rồi lại nào. Loa live này từ neo tiếng nó cũng khá là ok luôn. Tiếng khá là ok luôn nhá. Đó, bên này thì anh em vẫn đang thi công cái tủ. Ơ con trong hộp bây giờ con mã gì đấy bạn? Đấy nghìn 500 đấy. Con này là hơn cửa bảo hành. Đấy con này. Đấy lắp vào đi rồi. À đây. Đây chờ tí. À để test qua cái tiếng micro. Test qua cái tiếng micro mời quý vị cùng đón nghe nhé. Rồi những cái dòng loa live từ neo như này thì tiếng rất là ngon. Và đây chủ yếu là để test để quý vị nghe cái tiếng effect ở trên cái bàn này thôi. Quý vị nào đang phân vân cái bàn này với cả cái bàn CMF 1000 thì nghe qua alo 123456. Chưa có tiếng alo nhỉ? À đây on, quên chưa on live mic. Alo 123456. Đây nhá, bây giờ mình sẽ test riêng nhá, test reverb riêng nhá. 6 1 2 3 4 5 6. Đó, quý vị nghe được không? Nghe cái tiếng xì nó rất là tơi. Ở ngoài trời nó đang gió nhá quý vị nhá. Nó đang gió nên là cái tiếng nó bụp bụp là ở cái đầu mic này. Gió nó thổi vào cái đầu mic nó đang bị bụp bụp nhá quý vị nhá. Thông cảm này, gió rất là to này. Đó, quý vị nghe lại. L1 2 3 4 5 6 6. Đó, tiếng xì rất là tươi. Mỗi tội là bị bù bụp, gió nó thổi vào đầu mic thì không làm nào được. Ok. Đây bây giờ mời quý vị nghe qua cái tiếng echo. Alo 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 2 2 3 4 5 6. Cái tiếng echo thì không thể nào nó ra được cái tiếng xì quý vị. Bây giờ mình phải kết hợp là cả echo cả reverb này. Thì cái tiếng cả echo cả reverb nó cuốn vào nhau nghe sẽ rất là phê. 6 1 2 1 2 3 4 5 6. 1 2 2 2. Đó quý vị thấy không? Khi mà có cả echo cả reverb vào để nghe tiếng sẽ rất là cuốn, rất là ok. Ngày hôm nay lạnh trời đang viêm họng quý vị thông cảm nhé. Không thì sẽ test ngay giao lưu một bài karaoke. Alo 1 2 3 4 5 6 6. Đấy, đây là cái kiểu effect là dành cho cái đội mà hát hay thì mình sẽ chơi là reverb nhiều với echo ít. Còn ngược lại nếu mà với cái đội mà hát kém hơn thì mình sẽ cho cái reverb này, cái bên FX1 là reverb đấy, nó thấp hơn và cái bên echo nó cao hơn, nó nhạy nhiều hơn thì người ta sẽ dễ hát hơn rất là nhiều. Đây kiểu như này 1 2 3 4 5 6 6. 1 2. Đó là cái kiểu nhại của kiểu dân dã, hát dân dã karaoke bình thường của những cái đội mà hát không chuyên quý vị nhá. Thì mình sẽ để cho cái tiếng nhại nó dài dài ra thêm một tí, nó nhiều nhại hơn thì người ta sẽ dễ hát hơn, người ta ngân nga nó sẽ không quá khó. Còn đối với cái đội mà hát chuyên thì như vừa nãy mình có nói rồi đấy, thì quý vị để cái echo này nó vừa thôi và để cái reverb nó cao lên. Người ta chủ yếu cái đội hát chuyên thì nó hát bằng reverb nhiều quý vị nhá. Hát reverb nhiều thì cái tiếng nghe nó sẽ bay, tiếng nó sẽ phê hơn rất là nhiều. Alo 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 2 2. Đó quý vị nghe được không? Cái tiếng reverb cái đuôi nó ngân ra đằng sau thì sẽ rất là phê. Người ta hát thì người ta sẽ thích hát kiểu như vậy hơn. Đó. Rất là ngon. Nói chung là quý vị cái dàn máy của quý vị mà chưa ok thì quý vị cũng có thể đến đây DVH. Nếu mà quý vị mà có loa rồi mà dàn máy chưa ngon thì thời gian vừa qua cũng có rất là nhiều bác khách như vậy mang loa đến hoặc mình setup cho một bộ tủ máy. Đấy quý vị đi làm cần một bộ tủ máy như này đi làm rất ok. Thiết bị cục đẩy của DB thì rất là đẹp. Mặt này thì quá đẹp luôn. Cái mã PD1004 này mã mới, mình mới phân phối cái mã này nhá, rất là đẹp. Mặt nhôm xước rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và ngon. KD1500 Plus này, con này đánh giúp được bao khỏe luôn, bao khỏe bao sung sướng. Đấy, mặt này rất là đẹp và code 260 thì không thể thiếu được quý vị nhé. Code 260 trung tâm đầu não của hệ thống rồi.
Bên già này thì đánh bằng con KD 2000, con KD 2000 nó còn kinh khủng hơn con 1500 quý vị. Đánh con này thì còn bao phê luôn quý vị ạ. Rất là phê. Già này thì đánh bằng hai con PD 1004. Cái đẩy này mã này là 1000W một kênh, 8 ohm nhá. Đánh rất là lì luôn. Hôm mình đánh hội làng, tức là cái cục đẩy mở từ trưa đến tận đêm luôn. Đấy, chiều thì người ta giao lưu văn nghệ rồi người ta nói các thứ, và tối thì là đánh to, tức là chiều thì văn nghệ nhỏ nhỏ thôi và đánh đến tận tối, tức là mở suốt từ sáng luôn, mở suốt từ lúc ấy từ gần 10 giờ sáng đến tận 10 rưỡi tối thì không biết là bao nhiêu tiếng nữa, 12 tiếng đồng hồ. Hôm ấy cái tủ máy mình đánh bằng một tủ tương tự như này, đánh bằng một cái tủ tương tự như này và đánh bằng cái dàn LA này quý vị nhá. Tức là mở nổ máy từ 10 giờ sáng đến tận 10 rưỡi đêm mới tắt máy quý vị. Đánh nó rất là lì, nó không ngắt đâu. Còn nếu mà đẩy mà không chịu được mà mình mà chơi ròng rã như vậy nó ngắt thì vỡ bể xô luôn, vỡ chương trình luôn quý vị nhá. Đó, loa rất là nhiều, loa máy rất là nhiều đấy. Quý vị quan tâm các cái dàn âm thanh sân khấu đám cưới rồi sự kiện nhỏ nhỏ thì cứ qua trực tiếp cửa hàng ở DVH để được trải nghiệm quý vị nhá. Rất là nhiều, còn ở ngoài xưởng nữa cơ, ngoài xưởng phải đến chục bộ nữa. Nhiều lắm, không có sức mà bày ra. Cửa hàng thì mình có hạn, mình không thể nào mình bày tất cả mọi thứ ra đây được. Và cái lượng hàng mình bày ở đây là gần như là xếp và chật ních luôn. Chỉ có đúng lối gọi là một người đi để đi được thẳng vào trong thôi. Xếp kín sân này luôn, không còn chỗ mà để nữa. Cái sân này chưa được 30m2 mà quý vị bảo để gần này loa rồi. Full sân luôn. Và đâu ngoài xưởng còn rất là nhiều, ngoài xưởng rất nhiều đấy. Hàng này toàn bộ là mới 100% nhá. Anh em lắp tủ khách, các cái tủ này đều mới 100%, quý vị không phải thắc mắc. Đấy, đều bóc hộp ra đóng tủ vào. Và nhà mình ria đường nó rất là bụi, ví dụ như những cái hôm gió to này nó rất là bụi, nên là những cái tủ máy mà đến đây mà nó có tí bụi bậm thì quý vị cũng đừng nên thắc mắc gì cả. Tại vì để đây test một lúc rồi, xe cộ ô tô nó chạy qua chạy lại suốt ngày này, gió nó thổi thẳng vào đó, bụi kinh khủng. Test một lúc thôi là bụi rồi, để đây độ 3 hôm là giống hàng bãi ngay. Ok, chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Đây sẽ quay lại một lượt các cái cấu hình rất là đẹp. Cái cấu hình rất là đẹp ở bên DVH, cấu hình này rất là đẹp này. Cấu hình trong này rất đẹp. Đây mình đang cuốn giấy bóng rồi, xé giấy bóng ra nhìn nó đẹp long lanh ngay. Dán với cái tem xanh và cái loa súp rất là đẹp. Cái này là dây bãi này, cái này là cái dàn K-Party, dàn này tiếng rất là hay. Mỗi tội là giá nó hơi chênh vênh một tí quý vị. Đắt thì nó chả phải đắt nhưng mà rẻ thì nó không hề rẻ quý vị. K-Party thì 110 triệu cấu hình này. Đây, và dàn này thì là dây 40 này, dây 40 kết hợp với cả Suco 100 này. Cái lưới này mình rất là thích nhá, rất nhiều khách thích cái lưới này. Cái lưới nó đột lỗ ta và nó đột cái lỗ rất là to, nhìn trông nó khỏe quắn. Rất là đẹp. Đấy, dàn LA này rất là đẹp luôn. Đấy, bên này cũng cấu hình một cặp súc kép với ba cặp dây này, rất là đẹp. 725 cộng 718 này, súp này A dây này. Đấy quý vị nhìn gió nó thế này cơ mà. Gió nó này mà bụi lắm. Sáng nay lá cây xà cừ nó quấn đầy vào trong quán ấy. Giờ sáng rồi cho anh em dọn hết ra. Bụi kinh khủng đây quý vị nhìn này. Đó nhìn lên cây này. Bụi kinh khủng luôn. Không biết là ở nơi quý vị có đang nắng gió nhiều như này không. Khản hết cổ quý vị. Sáng ra đây bụi quá, nói một lúc khản hết cổ. Ok, xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Để đó thôi em thương nhiều hơn nữa. Bởi nơi anh thắm đường tình quê. Tình nghĩa.
lớn